Chào tất cả các bạn, mình là Gấu Vlog đây. Thì hôm nay mình sẽ bổ quả sầu riêng siêu to khổng lồ nhất luôn nha. Đây. Cái nắm của nó to bằng vậy luôn. Các bạn đón xem có bao nhiêu muối nha. Hiện tại trời đang mưa cho nên nó hơi ổn, xin các bạn thông cảm. Chín như rồi mẹ. Có cần có lên lấy dao, con dao khác không? Mèo kêu kìa. Wow. Để mình quay sát vào cho các bạn xem này. Có chân con đừng ấy đi vào chân con bây giờ. Ngồi xuống ra đây. Ngồi xuống ra ngồi chân con. À. Đau hả? Đau mà sợ. Đây là sầu thái nha mọi người. Bực chà ba lửa luôn. Như là nuôi lửa đó. Wow. Mẹ chặt quả to nhất còn quả nhìn đây nè. Là hai quả này. Nữa là hết sầu riêng ăn. Quay vô trong. Chỉnh ra vào chân con. Đây. Múi to chưa nè. Trời ơi. Quả to mà được có muối này thôi đó hả? Bỏ cho hộp. Quả này to ghê. Ui. Quả này chắc đựng nguyên một hộp đầy luôn quá ha mẹ. Quả kia chín chưa? Mẹ. Chưa. Ui ôi. Muối của nó mà nó đã đầy nguyên một hộp luôn rồi á. Để một nửa ở dưới đây luôn. Tại ở đây. Ở đây nè. Chỉ cần đắp lên bên trên này nữa là đã đầy một hộp. Đây là quả sầu to nhất, vĩ đại nhất từ trước đến giờ luôn. Wow, có một muối. Bên trong đây chỉ có một muối thôi. Trời ơi, mùi nó bằng ba luôn. Tay ra ba hạt. Giống như hồi con vẽ đúng không mẹ? Con vẽ nguyên quả sầu riêng ba hạt. Rồi. Đó. Quá là to luôn. To bằng một cái bắp tay của mình luôn.
bằng một cái bắp chân chứ, bằng một chỗ này luôn nè. Ôi trời ơi, mẹ khỏe thế. Bên trong kia còn có nữa. Tự nhiên có một quả bé tẹo tẹo. Cái này chắc không có hạt luôn quá. Đúng không mẹ? Trong kia còn có nữa. Sao? Đây chưa? Chặt ra. Mẹ đừng có thể hiện nữa. Bỏ cái tay con ra. Trời ơi, đầy một hộp luôn. Không biết quả kia để sao. Oh my god. Trời ơi, đầy hộp rồi. Còn một cái này sao để. Trời ơi, đầy luôn. Một quả đây là bằng bao nhiêu quả nhỏ. Đúng rồi. Giống như sầu ốc khỉ bắt tố gửi đúng không. Ốc khỉ là ha, gửi mình một quả. Ai. Đó, đọt chưa. Đẹp ghê. Đó. Muối nào to tới đó luôn. Chắc hạt to lắm rồi. Rồi, đây. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn các bạn vào các video lần sau. Bye.